Chào mừng các bạn đã đến với video về dạng matching. Rồi, đối với dạng matching thì chúng ta cần có những lưu ý như sau. Thứ nhất đó là người ta sẽ cho mình những cái câu hỏi và có nhiều cái lựa chọn, số lựa chọn luôn luôn nhiều hơn số câu hỏi. Nhiệm vụ của mình là nghe và nối cái câu hỏi này với lựa chọn phù hợp nhất. Và mình lưu ý là cần phải đọc toàn bộ những lựa chọn này. Trong cái quá trình mà người ta cho mình thời gian để mình phân tích đó, thì mình phải đọc toàn bộ những cái lựa chọn này và nắm được ý chính của từng lựa chọn. Cái thứ hai đó là mình cần lưu ý là những lựa chọn này hầu như đều đã được paraphrase toàn bộ luôn rồi. Do đó mình còn phải có một bước đó là nghĩ từ đồng nghĩa cho những cái lựa chọn này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào làm một bài. Thì trong cái quá trình làm ví dụ, các bạn sẽ biết cái cách để làm cái dạng đó như thế nào. Rồi ở đây mình lưu ý nè: What is planned for each of the following facilities? Vậy thì ở đây là người ta cho facilities. Facilities có nghĩa là trang thiết bị cơ sở vật chất. Ở đây là railway station car park, vậy là cái chỗ đậu xe của cái nhà ga. Rồi cinema, rạp chiếu phim. Indoor market, một cái chợ. Library, thư viện. Nature reserve là cái vùng mà bảo tồn thiên nhiên. Đây chính là những cái cơ sở vật chất. Người ta hỏi mình là những cái cơ sở vật chất này nè, thì nó đã được hoạch định, nó có những cái kế hoạch như thế nào trong thời gian tới. Rồi, và ở đây là những cái kế hoạch của những cái này trong thời gian tới nè. It will be moved to a new location. Nó sẽ được chuyển tới một nơi mới. Rồi, mình nắm được cái ý chính của cái lựa chọn đó và mình phải nghĩ được từ đồng nghĩa. Move thông thường sẽ là đổi thành là relocate. Location người ta có thể nói là another place, là một nơi khác. Vậy thì thay vì nói it will move to a new location, vậy người ta cũng có thể nói là it will relocate to another place. Rồi tương tự, câu B là it will have its opening hours extended. Extended có nghĩa là become longer. Vậy thì giờ mở cửa của nó sẽ dài hơn. Rồi thứ nhất đó là chuyển nơi nha, chuyển nơi. Thứ hai là kéo dài cái giờ làm việc nè. Đó. Cái này là move. Rồi cái thứ ba đó là it will be refurbished. Refurbished có nghĩa là tân trang lại. Thì có thể người ta nói là closed for refurbishment. Nó đang được đóng cửa để được tân trang. Rồi it will be used for a different purpose. Different purpose có nghĩa là nó được sử dụng cho một mục đích khác. Vậy thì người ta cũng có thể nói là it will be turned into. Nó sẽ được biến đổi thành cái gì? Biến đổi thành nhà kho, biến đổi thành một cái nơi gì đấy. Rồi it will have its opening hours reduced. Rồi mình lưu ý cái câu này với cái câu này nó trái ngược với nhau. Một cái là opening hours extended là become longer, còn cái này sẽ là lessened, có nghĩa là hoặc restricted hoặc là limited, có nghĩa là nó bị giảm đi. Cái này là giảm giờ, còn cái này là tăng giờ mở cửa lên. F, it will have new management. Thì có thể management người ta nói là manage gì đấy, nó có cái sự quản lý mới nè. Rồi it will be expanded. Expanded có nghĩa là mở rộng ra, là extended, longer hoặc là wider, rộng hơn, ví dụ như vậy. Rồi, vậy là mình đã nắm được các cái tên của facilities và mình đã nắm được ý chính của từng lựa chọn cũng như là từ đồng nghĩa. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe. Rồi Huyền sẽ mở video và mình nghe thật tập trung. Now I'll very quickly outline current plans for some of the town's facilities before asking for your comments. As you'll know, if you regularly use the car park at the railway station, it's usually full. The railway company applied for permission to replace it with a multi-storey car park, but that was refused. Instead, the company has bought some adjoining land, and this will be used to increase the number of parking spaces. The Grand, the old cinema in the High Street, will close at the end of the year and reopen on a different site. You've probably seen the building under construction. The plan is to have three screens with fewer seats rather than just the one large auditorium in the old cinema. I expect many of you shop in the indoor market. It's become more and more shabby looking, and because of fears about safety, it was threatened with demolition. The good news is that it will close for 6 weeks to be made safe and redecorated, and the improved building will open in July. Lots of people use the library, including school and college students who go there to study. The council has managed to secure funding to keep the library open later into the evening, twice a week. We would like to enlarge the building in the not-too-distant future,
but this is by no means definite. There's no limit on access to the nature reserve on the edge of town, and this will continue to be the case. What will change, though, is that the council will no longer be in charge of the area. Instead, it will become the responsibility of a national body that administers most nature reserves in the country. Okay, now let me ask you... Chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa ha. Now I'll very quickly outline current plans for some of the town's facilities before asking for your comments. As you'll know, if you regularly use the car park at the railway station, it's usually full. The railway company applied for permission to replace it with a multi-storey car park, but that was refused. Instead, the company has bought some adjoining land, and this will be used to increase the number of parking spaces. The Grand, the old cinema in the High Street, will close at the end of the year and reopen on a different site. You've probably seen the building under construction. The plan is to have three screens with fewer seats rather than just the one large auditorium in the old cinema. I expect many of you shop in the indoor market. It's become more and more shabby looking, and because of fears about safety, it was threatened with demolition. The good news is that it will close for 6 weeks to be made safe and redecorated, and the improved building will open in July. Lots of people use the library, including school and college students who go there to study. The council has managed to secure funding to keep the library open later into the evening, twice a week. We would like to enlarge the building in the not-too-distant future, but this is by no means definite. There's no limit on access to the nature reserve on the edge of town, and this will continue to be the case. What will change, though, is that the council will no longer be in charge of the area. Instead, it will become the responsibility of a national body that administers most nature reserves in the country. Okay, now let me ask you if you have... Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích nè. Thứ nhất, tại sao mà chọn G? Bởi vì người ta nói là người ta sẽ buy một cái adjoining land. Adjoining có nghĩa là phần đất kế bên. Ở đây là có một cái car park, bây giờ có một cái mảnh đất kế bên, người ta sẽ buy luôn cái mảnh đất này, người ta mua luôn để mở rộng cái car park ra. Đó là lý do tại sao mình chọn G nè. Đó. Rồi, câu số 17 đó là cái cinema, người ta mình có thể nghe được cái cụm từ là different site, có nghĩa là nó sẽ move to different site. Nó sẽ đến site bằng với place, bằng với location, một cái địa điểm khác, có nghĩa là nó đã được dời đi rồi, do đó chọn A nè. Rồi, indoor market mình nghe được redecorated. Redecorated có nghĩa là người ta sẽ tân trang lại, sẽ sửa sang lại, sẽ bố trí lại. Thì ở đây có nghĩa là bằng với refurbished. Vậy là chọn C. Mình xin lỗi, cái này mình chọn C với đúng ha, không phải câu D. Rồi, nãy nhìn nhầm. Tiếp theo đó là library. Library người ta nói là open later. Ví dụ này, thông thường nó mở cửa cho tới 8 giờ thôi, nhưng mà bây giờ nó mở cửa tới 9 giờ, là trễ hơn nữa. Mở cửa hơn nữa, do đó cái thời gian mở cửa của nó được kéo dài ra. Do đó đây là câu B. Rồi, còn câu 20 thì sao? 20 người ta nói là council no longer be in charge. Cái hội đồng thành phố, cái hội đồng thị trấn đấy không có còn in charge. In charge ở đây có nghĩa là người ta manage, quản lý, không có còn quản lý nữa đâu, mà có một cái tổ chức khác quản lý. Vậy là cái này nó có một cái quản lý mới, vậy là câu F. Nè, new management, be in charge bằng với management. Đó, người ta dùng rất nhiều từ đồng nghĩa. Different site bằng với new location nè. Redecorated bằng với refurbishment nè. Rồi. Tương tự như vậy thì mình nhớ phân tích cái transcript thật kỹ để mình xem coi là có những từ vựng nào mình chưa biết, và mình xem là tại sao đáp án nó lại là như vậy ha. Rồi bây giờ mình đến cái bài tiếp theo. Bài này cũng là matching. Đó, chúng ta thấy là which feature is related to each of the following areas of the world represented in the playground. Cái này là sao đây? Cái feature nào? Feature có nghĩa là cái mình hiểu ở đây là cái biểu tượng, kiểu kiểu như vậy. Cái biểu tượng nào liên quan tới những cái khu vực này? Đó. Ở đây mình có 2, 4, 6 khu vực. Asia, Antarctica, South America, North America, Europe và Africa. Còn ở đây mình có tới 2, 4, 6, 8, 9 cái features, 9 cái biểu tượng lận.
Rồi vậy bây giờ cái này thì là khu vực thì mình dễ rồi, toàn là tên thôi. Tuy nhiên bây giờ cái biểu tượng mình cần phải đọc và mình nghĩ được cái đồng nghĩa cho nó. Ancient faults. Ancient là old, historic là cổ đại, còn false là những cái pháo đài á. Thì mình nghĩ ra cái từ đồng nghĩa hoặc là cái từ liên quan. Nếu mà người ta nói cái gì đấy old, historic, liên quan đến war hoặc castle thì đó có thể là false, pháo đài qua các cuộc chiến rồi. Các cái castle ở đây là các lâu đài, có thể ngày xưa nó là các pháo đài vân vân. Mình nghĩ ra được những cái từ đồng nghĩa hoặc những từ liên quan. Rồi waterways có nghĩa là đường thủy. Có thể người ta thay vì nói waterways, người ta nói travel by boat, ships, hoặc là seas, rivers, vân vân. Rồi ice and snow là băng giá, đúng không? Jewels là ice and snow. Thông thường mình có thể nghĩ người ta có thể nói cái gì đấy cold, winter hoặc là freezing, rất là lạnh. Jewels là trang sức. Người ta có thể đề cập đến gold, vàng, bạc nè. Precious stones là đá quý nè, vân vân. Rồi local animals, người ta có thể đề cập đến các con vật tiger, lion, vân vân. Mountains thì là những dãy núi rồi. Music and film thì người ta có thể nói là movies. Rồi người ta music thì người ta có thể nói cái thể loại âm nhạc jazz, vân vân. Space travel có thể nói là space tourism, travel to the outer space, universe, other planets, vân vân. Hoặc người ta kể ra những cái travel tới Mars, tới sao Hỏa. Rồi, volcanoes là núi lửa ha. Người ta có thể nhắc tới eruption. Ví dụ như vậy là những cái bùng nổ, những eruption ở đây có nghĩa là khi núi lửa phun trào đó, ví dụ như vậy. Rồi, vậy là mình đã biết về những cái areas of the world. Mình đã nghĩ ra được những cái từ mà người ta có thể sử dụng để người ta nói về những cái features này rồi. Thì bây giờ mình sẽ nghe, Huyện sẽ mở audio và mình tập trung nghe ha. And now, moving on to the Central Park Playground, which we're pleased to announce has just won the Douglas Award for Safety. The news came through only last week. The unique design is based on the concept of the global village, with a playground being divided into six areas showing different parts of the world, each with a representative feature. For example, there is a section on Asia, and this is represented by rides and equipment in the shape of snakes, orangutans, tigers and so on, fauna native to the forests of the region. Moving south to the Antarctic, we couldn't run to an ice rink, I'm afraid, but opted instead for climbing blocks in the shape of mountains. I thought they could have had slides for the glaciers, but the designers did want to avoid being too literal. Then on to South America, and here the theme is El Dorado, games replicating the search for mines full of precious stones. And then, moving up to North America, here there was considerable debate. I know the contribution of cinema and jazz was considered, but the designers finally opted for rockets and the International Space Station. Eastwards to Europe then, and perhaps the most traditional choice of all the areas, medieval castles and other fortifications. Then last but not least, moving south to Africa, and a whole set of wonderful mosaics and trails to represent the great rivers of this fascinating and varied continent. Now, the opening date for our global playground is the 10th of July. And again, we'd love to see you there. So, make a date and come and see this magnificent, original new amenity right in the heart of the city. Rồi bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa nè. And now, moving on to the Central Park Playground, which we're pleased to announce has just won the Douglas Award for Safety. The news came through only last week. The unique design is based on the concept of the global village, with a playground being divided into six areas showing different parts of the world, each with a representative feature. For example, there is a section on Asia, and this is represented by rides and equipment in the shape of snakes, orangutans, tigers and so on, fauna native to the forests of the region. Moving south to the Antarctic, we couldn't run to an ice rink, I'm afraid, but opted instead for climbing blocks in the shape of mountains. I thought they could have had slides for the glaciers, but the designers did want to avoid being too literal. Then on to South America. And here the theme is El Dorado, games replicating the search for mines full of precious stones. And then moving up to North America, here there was considerable debate.
I know the contribution of cinema and jazz was considered, but the designers finally opted for rockets and the International Space Station. Eastwards to Europe, then, and perhaps the most traditional choice of all the areas, medieval castles and other fortifications. Then, last but not least, moving south to Africa, and a whole set of wonderful mosaics and trails to represent the great rivers of this fascinating and varied continent. Now, the opening date for our global playground is the 10th of July. And again, we'd love to see you there. So, make a date and come and see this magnificent, original new amenity right in the heart of the city. Rồi, đối với dạng matching này nè, thì nếu mà mình nghe được hết thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Tuy nhiên nó không có giống như dạng multiple choice là cần phải nghe và hiểu ý nghĩa hết đâu. Cái dạng này mình chỉ cần nghe được một số từ khóa nhất định thôi là mình cũng có thể đoán được rồi. Ví dụ như câu 15 đi, mình nghe được từ snakes và tigers là những con vật thì mình đoán được nó là animals rồi. Đó, rồi cái câu số 18 đi, người ta đề cập đến từ rocket với lại space station. Space Station là cái trạm trên không gian, còn rocket là cái tên lửa, thì mình đoán được là space travel rồi nè. Đó, mình lưu ý về cái dạng này nó là như vậy. Do đó cái việc mà mình nghĩ trước như thế này cũng rất là quan trọng ha. Rồi mình sẽ đáp án là E F D H A B. Rồi mình nhớ là có luôn luôn phân tích transcript. Ngày đó Huyền dành nửa tiếng để nghe, nhưng mà tới 3 tiếng để phân tích transcript và học từ lận. Do đó mình lưu ý. Rồi thì đối với cái dạng matching như thế này, mình cần phải đọc toàn bộ những cái lựa chọn. Và mình các lựa chọn hầu như đã được paraphrase như mình vừa mới làm hai cái bài ví dụ. Và mình phải nghĩ ra từ đồng nghĩa. Vậy là chúng ta, cái video này cũng là video cuối cùng trong khóa của chúng ta rồi. Chúng ta hãy xem lại tất cả những cái video, và mình có thể tua đi tua lại những cái phần nào mà mình đang cảm thấy khó khăn. Huyền rất mong rằng những cái video này và kèm với cái quyển ebook sẽ giúp chúng ta luyện được tốt hơn, ôn luyện tốt hơn trong quá trình chúng ta ôn luyện listening. Và chúng ta nhớ là sau khi mà mình giải đề ebook xong, mình nhớ luyện theo section trong Cambridge. Chúng ta có thể đi ra tiệm sách và mua cái bộ sách Cambridge. Chúng ta luyện theo section và sau đó chúng ta luyện để giải đề. Và nhớ đến cái bảng theo dõi tiến độ. Luôn luôn có một cái bảng theo dõi tiến độ theo mình. Tốt nhất là sắm một quyển vở để mình xem là mình đang ở khoảng mức bao nhiêu. Và sau bao nhiêu thời gian thì mình lên được bao nhiêu chấm. Rồi, mình rất mong là những video này sẽ giúp cho mình một cái gì đấy trong cái quá trình ôn luyện listening của các bạn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học sau.